Chiều 22 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Bá Hiệp, 50 tuổi, ngụ ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước và Ngũ Ngọc Hưng, 51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội buôn lậu. Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2017 và 2018, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã lợi dụng pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ sản xuất Thảo Phi có địa chỉ tại thị xã Phước Long để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài. Hoạt động nhập khẩu này theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất để xuất khẩu, nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu, mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.